Chào quý vị và các bạn, mời các bạn đến với phần điểm tin bóng đá trưa ngày 17 tháng 5 của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Xuân Trường lại gây bão với màn ra dấu chiến thuật tinh tế. Bốn ngôi sao của đội tuyển Việt Nam có thể khiến cho người Thái sợ hãi nhất. Báo châu Á tiến cử cầu thủ thay cho Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Muang Thong United báo tin báo động đỏ về tình trạng của thủ thành Đặng Văn Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau màn ra dấu chiến thuật tinh tế, Xuân Trường lại gây bão ở Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Buriram trước Rayong tại League Cup có công rất lớn nhờ cú sút phạt chiến thuật từ tiền vệ Lưu Xuân Trường. Ngày 15 tháng 5, Buriram vất vả vượt qua Rayong với tỷ số 4-1 sau 120 phút thi đấu trong khuôn khổ League Cup. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Phút 108, Xuân Trường đứng trước một pha sút phạt từ bên cánh trái bên phần sân của đối thủ. Thay vì sút thẳng về phía khung thành hay treo bóng bổng vào khu vực cấm địa, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại lựa chọn sút phạt theo cách rất riêng. Anh thực hiện động tác giả đánh lừa toàn bộ hàng rào, phối hợp nhịp nhàng với đồng đội trước khi bóng đến chân Subhachok Sarachek trong tư thế thuận lợi. Tiền vệ 20 tuổi đã dễ dàng thoát khỏi vòng kiểm tỏa của đối thủ và dứt điểm gọn gàng vào lưới khung thành của Rayong, giúp cho Buriram vươn lên dẫn 2-1. Sau trận đấu này, nhiều cổ động viên tinh ý đã nhận ra bí quyết thành công của bàn thắng đến từ pha dàn xếp sút phạt này. Ngay khi đứng trước bóng, Xuân Trường đã ra dấu chiến thuật để đồng đội chuẩn bị dạt sang cánh trái nhận bóng. Trên mạng xã hội, các cổ động viên của Buriram đã hết lời khen ngợi tình huống sút phạt và phối hợp tinh tế của Xuân Trường, cho thấy anh cùng các đồng đội hẳn phải chuẩn bị kỹ lưỡng những pha phối hợp tương tự trong các buổi tập luyện. Cư dân mạng bình luận: các bạn nhìn tay của Xuân Trường đi, đây là ám hiệu để cho đồng đội phối hợp, chứng tỏ họ đã có sự thấu hiểu nhau, thật tuyệt vời. Một bạn khác thì bình luận: cú đá phạt phối hợp thật thông minh. Hãy cho Xuân Trường cơ hội, bạn chắc chắn sẽ không phải thất vọng vì cậu ấy. Chỉ trước đó vài ngày, tiền vệ gốc Tuyên Quang cũng khiến người hâm mộ nức lòng khi có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Buriram United vào lưới của Nakhon Ratchasima. Một tờ báo của Thái Lan là Fox Sports miêu tả về màn trình diễn của Xuân Trường như sau: sự xuất hiện của những ngoại binh đến từ châu Á ở Buriram là Hosokai của Nhật Bản và Lưu Xuân Trường đến từ Việt Nam đang bắt đầu cho thấy tầm ảnh hưởng của họ. Trong khi Hosokai bắt đầu có suất chính sau một thời gian hồi phục đầu mùa, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng vừa có cú cứa lòng đẹp mắt đóng góp vào chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Nakhon Ratchasima, tờ Fox Sports phiên bản tiếng Thái cho biết. Điểm danh 4 ngôi sao của đội tuyển Việt Nam có thể khiến người Thái sợ hãi nhất. Chào các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trong tay một lứa cầu thủ đồng đều và tài năng hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới. Sau liên tiếp những giải đấu thành công của bóng đá Việt Nam kể từ đầu năm 2018 đến nay, người ta không còn nghi ngờ gì nữa về tài năng của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Ngoài việc linh hoạt về chiến thuật, nhà cầm quân 60 tuổi, người Hàn Quốc còn rất biết cách khơi gợi tâm lý chiến đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có phần may mắn khi ông sở hữu một dàn cầu thủ tài năng, đồng đều ở mọi tuyến. Đó là cơ sở để cho đội tuyển Việt Nam có thể lật đổ Thái Lan và đăng quang AFF Cup 2018. Trước khi hướng tới vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với một đội tuyển Thái Lan xịn nhất ở King's Cup 2019 sắp tới. Trải qua không ít những giải đấu vừa qua, người Thái hẳn đã có sự e ngại nhất định khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Và trong đó, những ngôi sao dưới đây sẽ phải khiến cho voi chiến cảnh giác trước màn so tài vào tháng 6 tới. Đầu tiên phải kể đến Quang Hải. Ở thời điểm hiện tại, Quang Hải chính là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam. Những màn trình diễn ấn tượng trong năm ngoái đã giúp cho tiền vệ của Hà Nội FC giành quả bóng vàng Việt Nam 2018. Có thể nói nếu người Thái đang tự hào về Chanathit thì Việt Nam cũng có ngôi sao khiến cả châu Á phải kiêng nể. Tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 vừa qua, Quang Hải đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Thái Lan và góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 4-0. Ở tiền vệ nhỏ con này có đầy đủ các tố chất để vươn tầm ngôi sao của châu Á. Ngoài những pha đi bóng kỹ thuật,
nhãn quan chiến thuật tốt, tiền vệ của Hà Nội còn có khả năng sút phạt tuyệt vời. Đây là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại trong thế trận mà hàng công của đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc. Khi nói đến hàng hậu vệ, không thể không nhắc đến trung vệ Đình Trọng. Điểm mạnh của Đình Trọng là thi đấu bằng bộ óc, anh di chuyển thông minh và tiên đoán trước các tình huống để không phải hao tổn quá nhiều thể lực trong việc truy cản đối phương. Trung vệ Thành Trung từng có nhận xét về Đình Trọng như thế này: chúng tôi trở nên hỗn loạn và mất tập trung trước sức ép khi không có Đình Trọng trên sân. Nhưng khi có cậu ấy trở lại, mọi thứ được giải quyết một cách dễ dàng. Còn nhớ ở chiến thắng 4 sao của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, tiền đạo Subhachai còn sôi tiết đấm vào mặt trung vệ Đình Trọng vì không thể thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Hà Nội FC. Cái tên thứ ba đó chính là Công Phượng. Sau thời của Văn Quyến hay Công Vinh thì Công Phượng giờ đây là cái tên nổi đình nổi đám nhất. Cách đây 2 năm tại Buriram, Công Phượng đã 2 lần sút tung lưới U23 Thái Lan và kể từ đó người Việt đã luôn có sự tự tin khi đối đầu với đội bóng xứ sở chùa vàng. Hiện tại Incheon đang xếp cuối bảng xếp hạng nhưng Công Phượng vẫn là điểm nhấn đáng kể mỗi khi được huấn luyện viên trao cơ hội ra sân. Dù không phải là tiền đạo cắm thực thụ nhưng anh luôn sẵn sàng và đảm nhiệm tốt vai trò khi được huấn luyện viên Park Hang-seo giao nhiệm vụ. Với đẳng cấp và những kinh nghiệm đang học hỏi được ở Hàn Quốc, Công Phượng đang rất tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan ở King's Cup sắp tới. Đây là giải đấu giao hữu nhưng kết quả của nó vẫn rất được các đội lưu tâm. Cái tên cuối cùng đó là Văn Toàn. Sự ra đi của Công Phượng và Xuân Trường là mất mát lớn với Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này, nhưng Văn Toàn đang làm rất tốt công việc của mình. Người ta đã thấy sự cải thiện đáng kể từ Văn Toàn trong lối chơi. Bên cạnh những pha bứt tốc, anh đã chú ý quan sát hơn để tung ra những đường truyền thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ, Văn Toàn sẽ được sử dụng thay cho vị trí của Văn Đức, cầu thủ vẫn đang chấn thương và không kịp trở lại cho King's Cup. Đây sẽ là con bài chiến lược của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những tình huống đánh biên ưa thích. Báo châu Á tiến cử cầu thủ thay Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Thành Trung trong chiến thắng 2-0 của Hà Nội FC trước Tampin Rover, tờ Fox Sports Asia tin rằng đây chính là phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo nên lựa chọn để thay thế cho Duy Mạnh ở đội tuyển Việt Nam. Chiều ngày 15 tháng 5, trong trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng AFC Cup, Hà Nội FC đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đại diện đến từ Singapore là Tampin Rover, qua đó giật ngôi đầu bảng từ tay chính đối thủ này. Đồng thời, giành vé vào bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Trong chiến thắng của đội bóng thủ đô, Thành Trung là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất. Không chỉ cùng Đình Trọng tạo ra một phòng tuyến vững chắc, không cho các cầu thủ tấn công của đối thủ có được cơ hội dứt điểm ngon ăn nào, Thành Trung còn góp công vào cả hai bàn thắng của Hà Nội FC. Ở bàn đầu tiên, anh chính là người thực hiện pha đánh đầu về phía khung thành của Tampin Rover để cho Oceani đá nối mở tỷ số của trận đấu. Còn ở bàn thắng thứ hai, trung vệ mang áo số 16 này chính là người dứt điểm bằng đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn đối phương. Chứng kiến màn trình diễn công thủ toàn diện của Thành Trung, tờ báo châu Á Fox Sports Asia đã hết lời khen ngợi, đồng thời tin rằng trung vệ này chính là phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sử dụng cho đội tuyển Việt Nam để thay cho Duy Mạnh, người dính chấn thương cách đây không lâu và cần phải nghỉ thi đấu ít nhất khoảng 3 tuần. Phóng viên của tờ Fox Sports Asia đánh giá: phút thứ 30, Thành Trung ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đánh đầu thành bàn từ cú đá phạt của Đức Huy. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cho thấy anh có khả năng đánh đầu rất tốt. Thành Trung cũng chính là nhân tố nổi bật của đội chủ nhà trong trận đấu này. Anh chính là phương án mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể cân nhắc khi tìm kiếm người thay thế cho Duy Mạnh trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tới đây. Huấn luyện viên Mua Hồng Thông báo tin báo động đỏ về tình trạng của Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên của Mua Hồng Thông United là ông Yoon Jong Hwan tiết lộ rằng Đặng Văn Lâm và các cầu thủ của đội bóng này đang trong tình trạng rất mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Như quý vị và các bạn đã biết, Mua Hồng Thông United vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng phong độ không có hồi kết. Ở trận đấu mới nhất tại League Cup vào hôm 15 tháng 5, đội bóng của Văn Lâm đã bất ngờ để thua câu lạc bộ hạng 2 là Polistero, đồng thời bị loại khỏi giải đấu này.
Riêng ở Thái Lịch, Muông Thông United đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm giành được sau 10 vòng đấu, kém đội đầu bảng Port FC tới 16 điểm. Sau trận thua Polistero, huấn luyện viên Yun Jong Hwan tiết lộ thông tin đáng báo động về tình trạng của thủ thành Đặng Văn Lâm cũng như các đồng đội của thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam. Ông này cho biết, chúng tôi đang phải trả giá vì những sai lầm và chưa khắc phục được điểm yếu này. Đó là nguyên nhân khiến cho chúng tôi thua. Các học trò của tôi đang trong tình trạng quá mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cá nhân tôi rất muốn các cầu thủ cần tự nhìn lại về chính bản thân mình. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi khủng hoảng, chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải chiến thắng sự mệt mỏi đó, đặc biệt là yếu tố tinh thần. Đây là thời điểm các học trò của tôi nhận rõ vai trò và trách nhiệm của họ. Tôi đã nỗ lực hết mình để vực dậy tinh thần của toàn đội. Song, rốt cục, chúng tôi vẫn để sai lầm lặp lại và tiếp tục hứng chịu những thất bại. Bầu không khí ở đây đang rất tồi tệ. Tôi cần phải nói chuyện với các cầu thủ một lần nữa. Tất nhiên, chúng tôi rất khó cải thiện thành tích của câu lạc bộ ngay lập tức. Đội bóng phải cần có thời gian. Tiết lộ của ông Yun Jong Hwan khiến cho thầy Park lo sốt vó. Việc Văn Lâm đang trong tình trạng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ của thủ môn này khi trở lại thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở King's Cup 2019 và xa hơn nữa là vòng loại World Cup 2022. Trên đây là 4 ngôi sao mà người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng lật đổ Thái Lan ở King's Cup 2019 sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.